À vâng, à, xin mến chào các bác. À vâng, à, xin chào mừng các bác đến với kênh Đại Âm Thanh Bãi Hải Dương. À, ngày hôm nay thì cửa hàng em tiếp tục làm việc và video clip đầu đầu năm đầu tiên của năm mới. Thì cũng xin được gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể các bác ở khắp mọi miền Tổ quốc. Chúc các bác có một năm mới an khang thịnh vượng, gặt hái được nhiều thành công. Video này là video đầu tiên hàng về bên em của năm mới, thì mong các bác ủng hộ. Và các bác xem video clip thì các bác hãy nhấn đăng ký kênh cũng như là nhấn share chia sẻ cho cửa hàng em. Ngày hôm nay thì những chiếc đẩy xò sắt với thiết kế là 16 giò sắt, 16 giò than, cửa hàng em tiếp tục lại về với cái model DA 2.0. dòng này thì bên em trong năm có về và đã hết hàng. Ngày nay thì mùng 8 hàng bắt đầu tiếp tục lại có hàng về. Em làm video clip để quay giới thiệu toàn thể các bác, để các bác có thể tham khảo khi mua sắm những thiết bị âm thanh. Với những chiếc cụ đẩy xò sắt thì ưu điểm của nó là tiếng rất là sạch tiếng, và hát thì đánh càng lâu thì nó chịu nhiệt tốt, bởi vì là xò sắt thì nó chịu nhiệt tốt hơn xò than, nên là đánh càng lâu thì tiếng càng hay và độ bền rất là tốt. Với những chiếc xò sắt bên em thì dòng cụ đẩy gần như cũng được tuyển chọn kỹ cho các bác, nên là các bác cũng yên tâm khi mua hàng bên cửa hàng em. Địa chỉ cửa hàng em ở chợ An Lạc, Chí Linh, Hải Dương. Các bác có thể kết bạn Zalo với cửa hàng theo số máy 0385 2228 để đặt hàng những sản phẩm thiết bị âm thanh. Vâng, thì với những chiếc cục đẩy như này thì nó còn mới tầm 80%, 80% các bác sử dụng thì cũng còn khá dài. Và với những chiếc cục đẩy bãi thì nếu mà bên mạch nó còn mới như này thì các bác sử dụng yên tâm. Ở đây em đã tháo hàng bên em thì về bao giờ em cũng báo giá và tháo nội thất để quay cho các bác, để các bác tìm hiểu về cái nội thất cũng như là các bác khi mua sắm những thiết bị bên cửa hàng em thì cho nó thuận tiện. Đấy, thì cũng rất là mong các bác ủng hộ. Với chiếc cục đẩy này thì các bác có thể đánh được hai cặp loa bát 30, hai cặp loa bát 30. Mặt của nó là mặt màu phay nhôm, phay nhôm nhá, phay nhôm. Ở đây thì hai cái volume nó điều khiển hai kênh nhá, hai kênh. Tí em sẽ test qua một chút nhạc để các bác có thể là tham khảo về chất âm. Ở dòng này thì tiếng nó khá sạch, tiếng khá sạch. Đây, quay về cái nội thất cho các bác. Đầu tiên là các bác đẩy quả biến áp nguồn này, nó rơi vào tầm 18-19, khá to. Đấy, bằng dây đồng đó nhá, hàng đẩy bãi những hàng này thì dây đồng hết. Đấy, ở đây các bác đẩy đây. Đây, những cái vết này là vết keo nhá, đây là keo chứ không phải là không phải han đâu nhá, keo con chó. Đấy, tất cả những cái ốc này nó vẫn còn keo. Đây là keo của nó sẵn. Với những chiếc cục đẩy này nó chạy với là 2, 4, 6, 8 tụ nhé. 8 tụ, tụ là một tụ kép, hàn rất là chắc. Đây, tụ nằm ở phía dưới này, phía dưới này. Ở đây thì nó có sò chạy với 16 con sò, nó vì lệch trên một tầng, dưới các bác một tầng nhé. Các bác đẩy dưới một tầng, trên một tầng. Chạy với mỗi một vế của nó là 8 con sò sắt, tổng là 16 con sò Mexico, dòng sò sắt sò của Mỹ. Và nó sử dụng thêm 16 con sò than, sò Toshiba, dòng sò Toshiba. Kết hợp giữa sò sắt, sò than thì đưa chất âm rất là tuyệt vời. Và những chiếc cục đẩy mà nguồn lệch, vì công suất lệch, dòng này thì nó rất là lệch, nồi đồng cối đá đó nhé, sử dụng rất yên tâm. Thường là những dòng này nó có sau này các bác sử dụng lâu đấy, lâu năm thì em buôn những dòng này thì em thấy là nó, nếu nó có trục trặc thì nó chỉ ở mấy cái công tắc để xẹt tí thôi nhá, hoặc là mấy cái chiếc áp này. Đấy, thợ nếu mà có xảy ra lỗi thì thợ sửa chữa rất là dễ. Đấy, thì ở đây đây các bác đẩy những cái trở sứ của nó còn khá mới và trắng này. Đấy, hơi mở em lau qua camera đó nhá, bên mạch này rất là mới. Đấy, thì ngày hôm nay thì cửa hàng em tiếp tục bán hàng này, làm clip để thông báo là các bác, để các bác đặt hàng thì các bác cứ liên hệ số máy cửa hàng em theo số máy 0385 2228. Ở đây thì đường vào các bác có thể sử dụng đánh, đây em đánh từ máy tính ra này, thì nó sẽ có cái giắc chuyển đổi từ Canon ra V để đánh trực tiếp từ máy tính ra đẩy và ra loa. Các bác có thể kết nối từ âm ly xuống cũng được, nếu âm ly thì có sử dụng dây AV các bác kết nối. Còn nếu mà chúng ta sử dụng nhà có vang thì các bác có thể sử dụng là vang bằng dây Canon kết nối từ một đầu ra từ vang, còn đầu còn lại qua ra đẩy các bác nhé. Có đường link sang một cục đẩy khác. Đấy,
Còn đường ra loa thì nó có cọc loa này và cả bằng jack canon jack các nhá. Canon jack thì dùng rất là tiện. Hàng này nó sản xuất theo công nghệ USA, hàng đẩy của Mỹ, đấy, tiêu chuẩn của Hoa Kỳ. Với chiếc cục đẩy này thì nhà máy đặt Trung Quốc nhé. Đa số đẩy công suất, những dòng công suất khỏe thì nhà máy nó sẽ đặt ở Trung Quốc và sẽ có một số hãng như của Anh, của Đức, của Mỹ, họ đặt ở bên đấy. Những dòng sản phẩm này thì khá chất lượng. Đây các bác có thể là chụp lại màn hình đấy. Về những chiếc cục đẩy cũng còn khá đẹp để các bác chơi. Đẩy thì nó cũng quan trọng các bác nhá. Đấy, nó cũng quan trọng, chiếm tầm khoảng độ 40-50% chất lượng âm thanh. Đấy, những chiếc cục đẩy chất lượng thì chúng ta sẽ có một bộ dàn nó ưng ý hơn và sử dụng một cọt gió các bác nhá, một số gió hút. Đấy, nó thổi vào, thổi vào làm mát cái vế công suất này. Ở những cái rắc này thì các bác đẩy đây, nó sẽ có chế độ đánh Molo này, có đánh Sitte này, đánh Brit này. Đấy. À, các bác có thể là nếu sử dụng nhiều loa, các bác gạt chế độ 4 ohm này, và chế độ 8 ohm này. Thì những cái này thì em gạt sẵn cho các bác để các bác về có sử dụng. Hôm nay thì ở đầu xuân năm mới thì em cũng tiếp tục gửi hàng, cũng đây một số những thiết bị như là vang đang test để lên đường cho các bác. Đấy. Vang thì đây em sử dụng những chiếc vang của TD Acoustic, dòng vang T8 rất là hay. À vâng, thì clip ngắn để chào xuân năm mới, mong các bác ủng hộ. Em test qua một chút nhạc các bác nhé, test qua chút nhạc các bác có thể nghe chưa đâu. Tiếng bass đánh rất là lực và tiếng nó rất là ấm, rất là dàn tiếng nhá. Một clip ngắn thôi thì quay cho các bác, lại báo cáo các bác hàng về thì bên em làm video clip để giới thiệu toàn thể các bác. Các bác mọi chi tiết mua hàng các bác hãy liên hệ số máy của hàng em theo số máy 0385 2228. Sau đây em sẽ kết thúc video clip. Thân ái chào tạm biệt các bác, hẹn gặp lại các bác ở trong những video sau.